Ngồi lại đây tôi kể người nghe chuyện đời công nhân, ôi thật mệt mỏi. Chiều chiều tan ca sáng sớm đi làm, nhiều lúc mệt lắm nhưng không dám than phiền vì kiếm thêm chút tiền tăng ca. Buồn thì buồn nhưng mà rất vui, vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ. Nào là bạn bè, nào là anh em, nào là cô chú bác gần xa. Mình cùng tụ họp về đây làm kiếp sống tha phương. Ai cũng từng trải qua kiếp sống làm thuê, nhiều lúc nặng nhẹ bên tai, ôi buồn lắm những cô.